và Phương Hiền. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong buổi chung kết tiếp theo của Thử Tài Kiến Thức. Một tuần đã trôi qua rồi, từ ngày mùng 1 tháng 1 cho tới ngày mùng 7 tháng 1 thì chúng ta đã có danh sách top 30 để tham gia tranh tài tại vòng chung kết của Thử Tài Kiến Thức hôm nay, ngày mùng 8 tháng 1. Và quý vị khán giả thân mến, không biết là những cái tên nào sẽ xuất hiện trong top 30 ngày hôm nay, có cái tên nào mới không hay là có những cái tên nào đã cũ, thì chắc hẳn là ngày hôm nay thì các bạn cũng đã nhận được thông báo đến từ chương trình rồi. Ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải làm một cái hoạt động đầu tiên trong những cái số chung kết từ những buổi trước, đó là gì hả Hoàng Nam? Đó chính là phần chơi điểm danh, đúng không nào? Và ở phần điểm danh đầu này, chúng ta sẽ có tổng thời gian là 90 giây điểm danh để quý vị khán giả có thể nhận về cho mình số chip ngẫu nhiên miễn phí 5, 10, 15 và 20. Ngay bây giờ tôi và Phương Hiền sẽ đếm ngược để chúng ta bắt đầu phần điểm danh. Thời gian 3, 2, 1, xin mời. Vâng, 1 phút 30 giây của chúng ta đã bắt đầu rồi. Nhanh tay điểm danh quý vị khán giả ơi. Lý Thái Sơn, người đàn ông mà gọi như là đẹp trai nhất của chung kết vừa rồi trước, đúng không ạ? Vâng trước. Xin chào Lê Thị Bé, Nguyễn Quang Tùng, được 10 chip 20 chip rồi. Các bạn khán giả nhanh tay comment, nhanh tay điểm danh để có thể nhận được những số chip ngẫu nhiên đến từ chương trình nhá. Và thời gian thì vẫn còn rất rất nhiều. Chúc mừng Thùy Dung với 20 chip rồi này. Xin được gửi lời chào tới Phương Nguyễn, Trần Ngọc Anh, Bích Thảo, Nguyễn Văn Anh Tiến, Quỳnh Như, Lương Thị Mai. Không biết top 30 của ngày hôm nay, của tuần vừa rồi đã có mặt đông đủ chưa ạ? Nếu đã có mặt rồi thì hãy comment cho chúng tôi được biết nhá. Đoàn Hương Nguyên, Phạm Thị Thúy Hồng, tôi nhớ đây hình như là hai người trong top 30 này. Thùy Dung đã comment là được 20 chip rồi. Chúc mừng Thùy Dung. Nguyễn Thị Thùy Dung, Thùy Dương chứ, Chu Minh Thảo, Củ Quai 2, Hoàng Thanh Mai, Đoàn Thanh Cường, Quang Huy, Trần Chiêu Huy, Tiến Đạt, Phạm Chuyên, Thế Lương, Nguyễn Quỳnh. Đó, rất nhiều những bạn khán giả quen thuộc. Cũng như là hôm nay tôi cũng có thấy một vài cái tên mới thì phải. Có nha, Sumo được 20 chip rồi đấy ạ. Xin chào Phạm Thị Chiến, Nguyễn Thị Kiều, Thái Ngọc Hiệp, 5 chip. Thời gian thì còn không nhiều nữa đâu, chỉ còn tầm 15 giây thôi. Thế nên là chúng ta hãy kêu gọi bạn bè này, hoặc là những ai trong top 30 thì lát nữa thôi chúng ta vẫn sẽ có một phần để điểm danh lại top 30 ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nha. Trịnh Minh Đức 20 chip, chúng ta chỉ còn 3, 2, 1 và hết thời gian với 187 bạn khán giả tham gia điểm danh và dành được cho mình những phần quà miễn phí. Quay trở lại với trường quay thì Phương Hiền này, tuần trước thì chúng ta có người duy nhất giành được giải, đó là Lý Thái Sơn, đúng không? Và quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng tôi cũng đã liên hệ với Lý Thái Sơn để chuẩn bị có thể là có một cái cuộc điện thoại nhanh thôi, ngắn để hỏi về cảm xúc của Lý Thái Sơn ngay lúc này. Và Lý Thái Sơn ơi, bạn hiện tại đang online đúng không nào? Và ngay bây giờ chương trình sẽ kết nối tới Lý Thái Sơn để chúng ta cùng nghe những chia sẻ của bạn sau cái chiến thắng ở tuần vừa qua. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với Lý Thái Sơn. Alo, vâng, xin chào Lý Thái Sơn, bạn đã nghe rõ chương trình chưa? Mình nghe rõ rồi ạ. Vâng, rất vui khi mà rất cảm ơn bạn khi đã nhận lời tham gia cái buổi phỏng vấn trước ngày diễn ra, trước thời gian diễn ra chung kết của chúng tôi. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân của mình được không? Bạn đang sinh sống ở đâu và công việc hiện tại của mình đang là như thế nào? Thì mình đang là sinh viên đại học năm 2 ở trường Hàng Hải. Mình sinh sống ở Hải Phòng thôi. Và cũng là một sinh viên bình thường ạ. Lý Thái Sơn thân mến, không biết là bạn đã biết chương trình Triệu Phú Voucher từ đâu và đã tham gia được bao lâu rồi? Bởi vì hình như bạn cũng là một cái tên mà tham gia chương trình từ khá là lâu rồi thì phải. À, mình biết qua một người bạn của mình nó chia sẻ, nên là mình mới tìm đến được chương trình này. À, biết qua một cái người bạn. Bạn, đúng rồi. Vậy thì không biết là cảm nhận của bạn về Triệu Phú Voucher như thế nào? Mình thấy chương trình rất hay và cảm xúc có nhiều mini game cho người chơi để nhận những phần quà may mắn. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Lý Thái Sơn về chương trình. Vậy thì quay trở lại với cái buổi chung kết Thử Tài Kiến Thức tuần vừa rồi, thì không biết là khi mà bạn là người duy nhất giành chiến thắng của cái buổi chung kết tuần vừa rồi thì cảm xúc của bạn ở cái thời điểm đó như thế nào? Mình rất vui với chiến thắng này khi mà công sức của mình đã được đền đáp một cách xứng đáng. Và mình rất là bất ngờ khi tuyên bố cuối cùng mình là người cuối cùng giành được phần thưởng là 1 triệu. Tại vì mình nghĩ người chơi ở cuộc thi này rất nhiều người tài năng và cạnh tranh khốc liệt. Mình đã dành rất nhiều công sức để chuẩn bị và nghiên cứu sâu về chủ đề của chương trình. Tất cả người chơi đều rất là xuất sắc, nhưng mà mình không ngờ mình có thể là người chiến thắng cuối cùng.
Vậy thì ngoài cái sự ôn tập kiến thức như bạn vừa chia sẻ thì còn bí quyết gì để mà mình có thể trả lời được nhiều câu hỏi như vậy được không? Có thể chia sẻ cho quý vị khán giả chúng ta chuẩn bị bước vào chung kết. Chắc là mình đi trải nghiệm ở nhiều nơi ấy, nên là mình biết được nhiều món ăn với cả nhiều phong tục tập quán, nên là mình có thể trả lời được mấy câu hỏi của chương trình vì mình trải nghiệm nhiều. Do vậy là một cái bí quyết mà chúng ta cần phải nắm rõ, đó là phải có thật nhiều sự trải nghiệm bên cạnh cái sự ôn tập cũng như là một phần nào đó của thật may mắn. Vậy thì bạn thấy các câu hỏi của chương trình có khó? Có câu dễ, có câu thì cũng hơi khó, là mình rất là đắn đo. Nhưng mà rất may làm sao mà mình không sai câu nào. Tức là có câu khó, có câu dễ, Phương Hiền ạ. Tất nhiên rồi, một cái cuộc thi chúng ta lúc nào cũng sẽ phải đan xen cái sự khó dễ với nhau. Vậy thì Lý Thái Sơn ơi, không biết là bạn có điều gì muốn gửi gắm đến top 30 ngày hôm nay? Lát nữa thôi thì các bạn sẽ tham gia tranh tài không ạ, Lý Thái Sơn? Mình xin chúc tất cả mọi người trưa nay có thể giành chiến thắng cuộc thi như là mình. Và xin cảm ơn tất cả các MC đã tạo nên hành trình rất là tuyệt vời như này. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Lý Thái Sơn. Xin cảm ơn bạn, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Và hy vọng Lý Thái Sơn sẽ có mặt trong thật nhiều những buổi chung kết khác nữa. Dạ. Mình xin chào mọi người, mong mọi người có thể giành chiến thắng trong cuộc thi ở trưa nay nhé. Vâng, đó là những cái chia sẻ rất là vui và rất là thú vị của Lý Thái Sơn về chung kết của tuần trước, đúng không nào? Và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với danh sách top 30 thôi, Phương Hiền ơi. Và cho tôi xem danh sách top 30 của thử tài kiến thức tuần từ mùng 1 tháng 1 tới mùng 7 tháng 1 nhé. Liệu có cái tên nào mới xuất hiện không và những khán giả nào cũ vẫn nằm trong danh sách này đấy ạ? Đây rồi, danh sách top 30 của chúng ta đã có và tôi lại nhìn thấy cái tên Vũ Sơn Tùng ở vị trí đầu tiên. Rất rất nhiều cái tên cũ nha quý vị nha. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ đọc qua gọi là 5 cái tên đầu tiên đi, xem có ai ấn tượng không? Quang Xuân kìa, Quang Xuân đã xuất hiện ở trong phần trước tôi nhớ như đâu đó loanh quanh khoảng top 20 mấy ấy. Hôm nay thì lên top 3 rồi. Sự trở lại của Nguyễn Thị Bích Hồng đối với cả top 5. Đỗ Ngọc Mạnh, Nguyễn Hà Trang đứng đầu. Đó là bạn Vũ Sơn Tùng. Vũ Sơn Tùng tuần trước cũng đứng đầu. Tuần trước tôi vẫn nhớ bạn này trả lời 5-3 câu cơ, và tuần này cũng là người duy nhất đạt được cái mốc là 50. Thế là chưa gì là Phương Hiền đã thấy rằng là có một cái cuộc cạnh tranh mà nó khá là cam go đây, bởi vì dường như là đúng là phải nói là phải có sự trải nghiệm đúng không ạ? Trả lời càng nhiều thì chúng ta sẽ lại càng có thêm những cái động lực để có thể đến với những cái câu hỏi khó sắp tới của chương trình. Và một điều đặc biệt là tôi không thấy Lý Thái Sơn trong top 30. Không biết là tuần vừa qua thì có phải là đã giành được giải thưởng của chương trình nên là nhả vía. Đúng rồi, nhả vía lại cho quý vị khán giả, nên là tuần này lui về hậu trường một tí để cổ vũ các vị khán giả. Còn hy vọng là tuần sau sẽ lại được gặp lại Lý Thái Sơn trên danh sách top 30. Còn bây giờ đó là danh sách top 30 của chúng ta. Luật chơi của chúng ta thì sao, Phương Hiền? Các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ có luật chơi như sau. Top 30 sẽ tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm của chương trình với 4 đáp án để các bạn khán giả có thể lựa chọn. Thời gian mỗi câu hỏi là 15 giây và phần thưởng sẽ chia đều cho top những bạn khán giả trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Và chúng ta sẽ có một câu hỏi hồi sinh. Nếu như top 30 không còn ai trước câu số 8, không còn ai trả lời chính xác trước câu số 8 thì chương trình sẽ có một câu hỏi. Và những người ở trong top 30 trả lời đúng thì sẽ được hồi sinh ở câu hỏi này. Đó, nhớ nha quý vị khán giả ơi, chúng ta cứ yên tâm trả lời, nếu như đến câu 8 mà top 30 của chúng ta không còn ai, câu hỏi hồi sinh sẽ được kích hoạt. Giải thưởng của chúng ta vẫn như thường lệ, top 30 chúng ta sẽ có 1 triệu đồng chia cho những người trả lời đúng cả 10 câu. Còn đối với các bạn khán giả, chúng ta sẽ được cộng 3 chip cho mỗi câu trả lời đúng. Và luật chơi giải thưởng thì MC cũng đã công bố rồi. Có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm danh top 30 để các bạn khán giả có thể xác nhận rằng mình đang có mặt trong buổi chung kết ngày hôm nay. Và thời gian điểm danh dành cho top 30, Phương Hiền ơi. 3, 2, 1, xin mời. Rồi, 60 giây điểm danh dành cho top 30 đã bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu hôm nay top 30 của chúng ta có mặt đầy đủ không đây. Tuần trước thì đầy đủ top 30 rồi, tuần này thì sao ạ? Hiện tại thì đang rất nhiều fan vào comment là Nguyên ơi cố lên Long Nha. Đó, có vẻ như là các bạn khán giả đã kêu gọi bạn bè để vào cổ vũ cho những bạn khán giả mà đang lọt top của chúng tôi rồi. Nghỉ 2 hôm là lệch top củ khoai. Và hiện tại đã có 23, 24 bạn khán giả và điểm danh rồi. 6 người còn lại của chúng tôi đâu ạ? 5 người thôi. Phạm Minh Ngọc 5 chip. Tôi đã nhìn thấy sự xuất hiện của Nguyễn Thị Bích Vân, Minh Lợi vào rồi đây. Còn 4 bạn thôi ạ. Kêu gọi bạn bè của mình, nếu ai mà còn quên mất thì cùng vào tham gia với chương trình nha.
Rồi, chúng ta thời gian vẫn đang đếm ngược dành cho top 30, 27 người rồi, Quang Xuân đã vào rồi. Các bạn khán giả ơi, nếu như mà chúng ta bị lag thì có thể out app ra và vào lại nha. Hiện tại Phương Hiền đang thấy một vài comment ở trên app là như vậy. 29 rồi, còn một người nữa ở đâu ạ? 5 giây rồi nào, nhanh tay nào. Một chú người đây rồi, Nguyễn Hà Trang. Trời ơi, cứ phải để đến phút cuối cùng cơ. Tôi hồi hết cả hộp. Và như vậy là top 30 của chúng ta đã xác nhận điểm danh đầy đủ để chuẩn bị bắt đầu chung kết thử tải kiến thức. Rồi, Phương Hiền ơi, trước khi bắt đầu câu đầu tiên, chúng ta hãy cùng hiển thị một vài comment của quý vị khán giả. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem cảm xúc của những bạn khán giả hay là những cái người mà cổ vũ cho những bạn khán giả ngày hôm nay lát nữa thôi thì sẽ lên sàn đấu như thế nào nhá. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị Thanh Chat. Đây, như Phương Hiền vừa nói, Củ Khoai nói là nghỉ hai hôm là lệch top. Đúng rồi, Củ Khoai ơi, chúng ta một buổi chơi là 200+ người cơ mà. Phương Ly cố lên cổ vũ Long Nha, cố lên Sơn Tùng đấy. Sơn Tùng lọt top 1 đi nào. Nguyễn Minh Tiến, Hà Trang cứ thích mình nổi bật nhất không? Nhiều khi là đặt báo thức bây giờ mới mở điện thoại ra, nhiều khi thế. Thanh Hằng chờ khao. Cái này thì liên hệ Lý Thái Sơn nhá, Thanh Hằng ơi. Và biết đâu đấy hôm nay chúng ta sẽ lại có thêm những bạn khán giả giành được phần quà tới từ chương trình thì sao, đúng không nào? Rồi, một phần giao lưu ngắn với quý vị khán giả đang tương tác với vòng chung kết của chúng ta buổi trưa ngày hôm nay. Có lẽ là cổ vũ thì cũng đã nhiều rồi. Bây giờ thì chúng ta đến luôn với câu hỏi đầu tiên. Các bạn khán giả đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng thật sâu nha. Vâng. Và câu hỏi đầu tiên của chương trình, xin mời. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên như sau: đâu là tên gọi một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt? Hạt đác, hạt mít, hạt nhân, hạt mứt. Tôi nghĩ là ở câu này thì có lẽ là không ai rớt đâu, đúng không ạ? Không thể rớt, Phương Hiền ạ. Và kết quả không thể nào là một đáp án khác, đó chính là C, hạt nhân, với 96% của khán giả dự đoán. Có 1-2% như kiểu là trả lời cho vui hay sao nhỉ? Và cho tôi xem top 30 sau câu hỏi này chúng ta sẽ còn nguyên chưa ạ? Rồi, không có gì. Nguyên chi, câu đầu tiên này thì không có gì cả, khởi động thôi để chúng ta có thể làm nóng thôi. Mình tinh thần nhé quý vị khán giả ơi. Như vậy là với việc vượt qua câu hỏi đầu tiên này, top 30 đang chia nhau một cái phần thưởng là 33.333 đồng. Thế nhưng như quý vị khán giả cũng đã biết, qua hai số chung kết thì không gì có thể nói trước được, nó đúng còn ạ? Sẽ rất dài. Và câu hỏi thứ hai của chương trình, xin mời. Câu hỏi số 2 của chương trình như sau: theo phương ngữ Nam Bộ thì cây khóm có nghĩa là cây gì ạ? Trúc, dứa, dâm bụt hay là dừa? Câu này thì cũng tùy nha, bởi vì nó hơi mang tính vùng miền, đúng không ạ? Hơi mang tính vùng miền thì... nhưng mà thực sự tôi nghĩ kiến thức này tuy nó mang tính vùng miền nhưng mà nó gần như là một cái kiến thức mà nó đã quá là phổ thông rồi. Đáp án có khá nhiều một lượng người trả lời sai, không ít nhá. Chỉ có 82% lượng người trả lời đúng thôi. Tôi đang chờ đợi phần trăm nó phải tầm 95 cơ. Nhưng mà đã có sự thay đổi rồi và hy vọng rằng top 30 của chúng ta sẽ không ai rớt đài câu này. Cho tôi xem danh sách. Năm bạn khán giả đã trả lời sai câu hỏi này. Bạn khán giả đã rời cuộc chơi. Chúng ta có Quang Xuân, Minh Lợi, Hoàng Văn Dũng, Quang Trung và Quang Huy. Đều là những bạn khán giả tại THP On. Có thể là với những bạn khán giả ở khu vực phía Bắc thì đâu đó những câu hỏi này vẫn khiến cho chúng ta có một chút nhầm lẫn, phải không ạ? Và số tiền thưởng bây giờ của mỗi khán giả đang chia đều là 40.000 đồng nha. Rất là tròn trĩnh. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu hỏi số 3 của chương trình. Xin mời. Cuộc đua thôi. Còn 25 chú ngựa nữa. Vẫn chiến vô tư. Câu hỏi số 3 của chương trình như sau: ai là hộ vệ của Bao Thanh Thiên trong bộ phim cùng tên? Nữ hoàng Ai Cập, ninja rùa, thủy thủ mặt trăng hay là triển chiêu? Vâng. Câu hỏi này thì gọi là bộ phim tuổi thơ rồi đúng không ạ? Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên đúng không nào? Thiết diện vô tư, xử án nghiêm. Ai đây? Đáp án. Vâng, Lê. Không thể khác được. Ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ triển chiêu. Và cho tôi xem danh sách top 30. Chắc là không ai dụng đâu. Ô, một người rơi này, Phương Hiền ơi. Là bạn khán giả nào đây ạ? Chúng ta còn top 24. Phan Tiến Dũng. Phan Tiến Dũng à? Ồ. Số tiền thưởng của các bạn khán giả hiện tại thì đã lẻ hơn một chút. Lẻ hơn một chút rồi, gần 42.000. 41.666 đồng. Mới qua 3 câu hỏi thôi mà chúng ta đã rớt đài mất 6 người rồi. Liệu rằng là có cái sự tiếp theo nhầm lẫn thì... nào không nhỉ? Bấm nhầm, tôi nghĩ là bấm chắc nhầm là bấm thôi. Nhầm đấy ạ. Chắc là bấm nhầm như thế nào đó, nên là hay là đang mải comment xong rồi bấm nhầm ấy. Tôi nghĩ là khả năng cao là rơi vào cái trường hợp như vậy. Do vậy là chúng ta hết sức lưu ý nha, tôi 30 rồi. Để câu hỏi hiện lên, chọn đáp án đã rồi comment gì thì comment. Đừng có để sự cố xảy ra, rất đáng tiếc. Và câu hỏi tiếp theo của chương trình như sau ạ. Xin mời. Câu hỏi số 4 của chương trình như sau: đâu không phải là tên của một loại tế bào máu? Khúc côn cầu, hồng cầu, tiểu cầu hay bạch cầu? Cũng là một câu
dễ. Chưa có gì gọi là khó khăn đúng không ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà đừng vì run quá mà lại ấn nhầm các bạn khán giả nha. Chỉ sợ nhất trường hợp đấy thôi. Và đáp án A, khúc Côn Cầu với 93%. Quý vị khán giả sự đoán chính xác. Các bạn khán giả trả lời đáp án khác và tôi rất hy vọng là không rơi vào top 30 của chúng ta. Và danh sách top 30 đâu ạ? Top 24. Vẫn giữ nguyên đúng không ạ? Tôi nghĩ là qua những cái câu đầu tiên vừa rồi thì cũng đã cẩn thận hơn rồi. Cẩn hơn rồi, đúng rồi, tránh đi vào vết xe đổ của 6 cái bạn khán giả rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ đến tiếp tục với câu hỏi số 5, là một câu hỏi liên quan đến chương trình nha, bật mí với các bạn như vậy. Xin mời. Câu hỏi số 5 như sau. Thương hiệu nào có mặt trên cả hai website của chương trình? Thụy Beauty này, The High Out Coffee, Milano Coffee hay là Isara Coffee? Nhớ là hai website của chúng tôi là tuongtac.thp.vn cũng như là tuongtac.baobinhphuoc.com.vn. Thương hiệu nào sẽ có mặt ở cả hai website này đây ạ? Câu này tôi nghĩ là sẽ là một câu khó đấy. Có thể là bước ngoặt, chỉ có 51% thôi. Đúng là một câu bước ngoặt, mang tính bước ngoặt đấy ạ. Và để xem danh sách top 30, top 26 đúng không ạ? Top 24 sẽ còn những ai? Wow, 8 người đã rất đáng. Chúng ta vẫn còn lại 3 người ở trong top 5. Đó là cái gì? Vũ Sơn Tùng, Nguyễn Bích Hồng và Đỗ Ngọc Mạnh. Vũ Trọng Đức, Anh Tiến. Chúng ta có nên điểm qua một vài những cái tên còn lại không nhỉ? Một vài cái tên còn lại, chúng ta có Phạm Văn Mẫn này, Thúy Hồng này, Lê Cường này, Đoàn Hương Nguyên, Bích Vân, Thúy Duyên, Phương Linh, Minh Ngọc, Trịnh Phương Đông, Nguyễn Thị Ngọc Lan và cuối cùng là Lê Thị Hồng Phấn. Một cái điều thú vị là cả người top 1 và người đứng thứ 30 của top 30 chúng ta đều đang còn nhá. Vẫn giữ nguyên nha các bạn nhá. Của hai nửa bảng xếp hạng nó vẫn còn rất hấp dẫn. Quay trở lại với trường quay. Vậy thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với câu hỏi số 6, là một câu hỏi về kiến thức về lịch sử quý vị nha. Và xin mời câu hỏi số 6 của chương trình. Câu hỏi trong sách giáo khoa thôi. Nhưng mà Đại Ngu là quốc hiệu của triều đại nào? Triều Ngô, triều Hồ, các chúa Nguyễn và nhà Sơn Tây. Tây Sơn. Nhà Tây Sơn, xin lỗi quý vị. Một câu dễ thôi Phương Hiền. Kiến thức trong sách giáo khoa phổ thông của chúng ta. Và đáp án là gì đấy ạ? Thật sự rất hồi hộp, Phương nghĩ đây cũng sẽ là một câu hỏi B, triều Hồ với 65%. Cũng sẽ là một câu hỏi mang tính bước ngoặt như Phương Hiền đã dự đoán rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng là top 16 của chúng ta sẽ không có quá nhiều biến động đâu. Và để kiểm chứng lời nói của tôi thì xin mời danh sách. Xin mời. Đó, chúng ta có hai người rất tài thôi. Một câu hỏi kiến thức lịch sử và hai người đã... Xem ra thì có vẻ như là quý vị khán giả là cũng ôn tập khá là kỹ đúng không ạ? Còn top 14, chúng ta vẫn còn lại những đối thủ rất mạnh, đó là Sơn Tùng, Bích Hồng, Ngọc Mạnh. Sơn Tùng vẫn cứ là đầu bảng. Chính xác, và tôi rất hy vọng là Sơn Tùng sau hai cái tuần liền mà đầu bảng và cũng được rất nhiều sự cổ vũ của quý vị khán giả thì có thể vượt qua được cả 10 câu hỏi của chương trình. Và chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi số 7 của chương trình. Xin mời. Một câu hỏi liên quan đến kiến thức về thiên văn. Câu hỏi số 7 như sau. Ngày nào trong năm mà thời gian chiếu sáng của mặt trời lên trái đất lâu nhất? Đông chí, thu phân, hạ chí hay là xuân phân? Câu này thì chúng ta sẽ cần phải có một cái sự phân tích nhất định nhé. Nhưng không phải khó, không phải một câu quá khó. Có rất nhiều dữ kiện để chúng ta có thể loại trừ và trả lời được câu này. Số người đạt lời đang tăng lên rất nhanh. Và đáp án C, hạ chí với 68%. Những bạn khán giả lựa chọn trả lời. Phương Hiền nghĩ rằng top hiện tại top 14 của chúng ta sẽ có sự biến động gì? Ôi, Phương Hiền nghĩ là câu hỏi này thì nó sẽ có một cái sự biến động nó lớn đấy. Đấy là Phương Hiền đang dự đoán như vậy. Vậy thì cùng xem danh sách của chương trình sau câu hỏi số 7. Xin mời. Top 12 vẫn còn lại nha. Phương Hiền ơi, chúng ta chỉ mất có hai người thôi và Lê Thị Hồng Phấn đã rời cuộc chơi. Như vậy là khán giả về thứ 30 của tuần vừa rồi đã phải rời cuộc chơi. Còn lại để xem nào, trong top 10 chúng ta còn 4 người. Trong top 11 đến 20 chúng ta còn 4 người và top 21 đến 30 là còn 4 vẫn còn 4 người. Rất đều. Top 10 4 người, top 20 4 người và top 30 cũng 4 người. Đặc biệt là top 3 rất mạnh. Top 3 ngày hôm nay của chúng ta rất mạnh nha quý vị nha. Vậy thì không biết là ngay bây giờ thì câu hỏi số 8 này thì có làm khó được các bạn không đây? Câu hỏi số 8 này là một câu hỏi về địa lý. Và quý vị khán giả ơi, câu hỏi thứ 8 này nếu như mà top 30 của chúng ta, top 12 mà còn lại nếu như đều không trả lời đúng, câu hỏi hồi sinh. Rồi, sẽ xuất hiện. Sẽ xuất hiện. Và ngay bây giờ xin mời câu hỏi số 8 của chương trình. Vâng, top 30 đừng vội rời khỏi chương trình nhá. Hãy ở lại để xem sau câu hỏi này chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu người. Câu hỏi số 8 như sau. Nước nào ở khu vực Đông Nam Á không có địa giới với bất kỳ nước khác? Philippines, Malaysia, Lào hay là Thái Lan? Cũng vẫn là một câu hỏi mà chỉ cần tôi hỏi chúng ta có một chút nhanh tìm tay. Hiểu thôi.
bổ. Và đáp án A Philippines với 78% nha, một số phần trăm khá là lớn đúng không ạ? Vậy thì không biết là trong top 16 thì còn những bạn khán giả nào đây? Top 12. À đúng rồi, 342 đúng không ạ? Xin mời, run quá. Top 10 rất đẹp, một con số rất đẹp, top 10. Cứ sau vừa rồi cứ mỗi câu lại rơi mất hai người. Và quý vị khán giả ơi, số tiền thưởng đang được chia đều cho quý vị khán giả bây giờ đang là 100.000 đồng cho một vị khán giả nha, một con số rất rất đẹp. Vâng, xin chúc mừng những bạn khán giả còn lại chuẩn bị bước vào tranh tài hai cổ cuối cùng, đó là Vũ Sơn Tùng, Nguyễn Thị Bích Hồng, Đỗ Ngọc Mạnh, Anh Tiến, Phạm Văn Mẫn, Lê Cường, Nguyễn Bích Vân. Và xin chúc mừng Phạm Minh Ngọc, Trịnh Phương Đông và Ngọc Lan. Rồi, quay trở lại với trường quay. Trước khi tới với hai cái câu hỏi then chốt thì cùng xem hiện tại trên thanh chat thì quý vị khán giả đang có những cái bình luận như thế nào. Liệu rằng một bạn thí sinh rất được yêu mến đó là Vũ Sơn Tùng, liệu rằng có đang có cảm xúc gì sau khi đã vượt qua 8 câu hỏi của chương trình hay không? Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị thanh chat. Cùng chờ đợi nha quý vị khán giả. Đây rồi, Trần Dũng Việt, mùa hè chiếu là lâu nhất chứ còn gì. Đúng rồi, câu hỏi mà chúng ta chỉ cần phân tích một chút thôi là đã có thể phân tích được. Ngọc Hiệp thì giống như đội hình 4-3-3 trong bóng đá. Anh Việt hồi hộp hơn cả chị Hồng. Chậm tay quá. Không, cái này thì chúng ta không cần chậm tay, không cần phải nhanh tay đâu Quỳnh Như ơi. Chỉ cần lưu ý là trả lời đúng là được chứ không cần phải là nhanh tay. Chị Minh Đức, cố lên Tùng ơi. Đấy, Sơn Tùng xem như thế nào nha, rất nhiều fan của Sơn Tùng đấy ạ. Cũng là một cái áp lực vô hình nào đó đấy nhá Phương Hiền ơi. Đừng tưởng là được cổ vũ nhiều mà đơn giản. Củ khoai khó hơn cả hàng ngày. Đâu có củ khoai, tôi thấy là ngày của chúng ta thì câu hỏi rất là đa dạng. Có những câu khó, có những câu dễ và nó đang xen nhau. Để nói là top 30 và ở cái câu hỏi số 8, số 9 này thì đúng là nó cũng nên gọi là có một cái level nó khó hơn một xíu để cho nó có cái sự ganh đua hơn đúng không ạ? Bởi vì giải thưởng thì ngày một cao mà. Rồi, đó là một vài cái tương tác của quý vị khán giả. Duyên cố lên, đó, rất nhiều những cái comment động viên. Và top 10 còn lại ơi, hãy sẵn sàng cho câu hỏi thứ 9 của chương trình ngay sau đây. Xin mời câu hỏi số 9 của chương trình. Câu hỏi số 9 như sau. Giáo sư Trần Văn Khê nổi tiếng ở lĩnh vực nào? Toán học, thiên văn học, lịch sử hay âm nhạc? Thú thực là tôi không biết giáo sư Trần Văn Khê. Câu này thì khó nha. Tôi không biết giáo sư Trần Văn Khê là ai. Thôi qua câu hỏi này thì chúng ta sẽ có thêm một những cái kiến thức. Một kiến thức thường thức nữa thôi. Đúng rồi. Về một cái lĩnh vực nào đấy. D. 9%. Ồ, một sự biến động cực kỳ lớn nha. Rồi, ui, câu hỏi này thì thực sự phải nói là lịch sử cũng 29% và thiên văn học 25% nha. Toán học là 15%. Những con số nó rất là xem nhau. Và tôi nghĩ đây là một câu hỏi phải nói là bước ngoặt này. Thực sự là một bước ngoặt. Và với cái thống kê này của chúng ta thì tôi hy vọng rằng sẽ còn khoảng 5 người ở lại. Hoàng Nam đoán là còn 5 người đúng không ạ? Tôi nghĩ là khoảng 5 chết người. Rồi. 5 người trở xuống ấy nhá, chứ không phải là 5 trở lên đâu. Thưa Phương Hiền đoán là 3 người đi. Đây là một câu hỏi nếu như là đã có cái sự biến động mà rất lớn. Đúng rồi, rất lớn như thế này thì Phương Hiền đoán là nó sẽ không quá 5 người đâu. Và có lẽ là một vài thông tin, đó là giáo sư Trần Văn Khê là người Việt Nam rất là nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc và đặc biệt là dân tộc học, âm nhạc dân tộc học nhá. Ông là một người mà được biết đến ở trên toàn cầu chứ không chỉ riêng Việt Nam đâu quý vị khán giả. Đó là một vài những cái thông tin giáo sư Trần Văn Khê. Khán giả. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng ngay lúc này để xem còn bao nhiêu vị khán giả sẽ ở lại với chúng tôi để trả lời tiếp trong câu hỏi số 10. Xin mời. Rất run. Ồ, có 6 người. Wow. Tôi đoán gần chuẩn Phương Hiền ạ. Và trời ơi, nhìn xem trong cái top 10 của chúng ta kìa. Vẫn còn Sơn Tùng nha. Ngày hôm nay thì mình nghĩ là Sơn Tùng này chắc chắn là sẽ phải có một cái đội quân hùng hậu nào đấy. Tiếp sức đúng không ạ? Và Sơn Tùng, Nguyễn Thị Bích Hồng, Đỗ Ngọc Mạnh, Anh Tiến, Trịnh Phương Đông và Nguyễn Thị Ngọc Lan. Tôi thì bên cạnh những các bạn khán giả top 10, tôi rất hy vọng hai các bạn khán giả về thứ 26, 27 là Phương Đông và Ngọc Lan có thể giành giải những cái chú ngựa ô, những người mà có thể trong cái quá trình tham gia chơi chúng ta thực sự là bền bỉ đấy ạ. Đúng rồi, rất bền bỉ, mặc dù là thứ hạng thì không phải là quá cao đúng không? Trong top 30. Và câu hỏi số 10 sẽ là một câu hỏi có liên quan về cái lĩnh vực gì đây, chúng ta có thể gọi là bật mí trước cho 6 nhân vật nhân tố gọi là quan trọng nhất ngày hôm nay đang theo dõi chương trình. Một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Và ngay sau đây, xin mời câu hỏi thứ 10 của chương trình. Nội dung như sau. Biểu tượng của thành phố Warsawa, thủ đô Ba Lan là bức tượng mang hình ảnh gì? Một vị thánh, một thiên thần, một nàng tiên cá hay một cậu bé chơi đàn? Nhanh tay trả lời nào quý vị ơi, nếu mà có ai mà Google thì Google nhanh lên nha. Nào ở những giây cuối cùng ạ. Mang hình ảnh gì đấy ạ? Hết
thời gian rồi và đáp án chúng ta sẽ chưa hé lộ Phương Hiền. Ôi, thật sự là hồi hộp. Là Phương Hiền cứ định đứng đây là để đọc. Và trước khi đến với cái đáp án của câu hỏi này và đến với kết quả cuối cùng của top 6, chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi trong ít phút đến với phần chơi đấu đồng giá, Phương Hiền ạ. Wow. Và ở phần chơi đấu đồng giá ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những combo như sau. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay với những bạn khán giả ở Hải Phòng, chúng ta sẽ có voucher 100.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng tại SBT này, Sa Bay Thái, Lẩu Thái. Và chúng ta sẽ có một voucher trị giá 50.000 đồng tại Winmart nha. Những bạn khán giả ở Bình Phước thì sao ạ? Chúng ta cũng sẽ có một voucher trị giá 150.000 đồng với 50.000 đồng Winmart và 100.000 đồng cho hóa đơn từ 170.000 đồng tại nhà hàng Đô Bốn Lạng. Chúng ta sẽ có số lượng là 4 combo, vị khán giả. 4 combo voucher được trao đi với mức giá ưu đãi là 100 chip thôi. Hồi hộp quá Phương Hiền ạ. Thôi thì bây giờ chúng ta có một cái phần đấu đồng giá để cho tất cả những bạn khán giả dù không ở trong top 6 đi cũng sẽ xem là ngày hôm nay thì có được nhận được may mắn đến từ chương trình không nhỉ. Và thời gian dành cho quý vị khán giả để tham gia phần đấu đồng giá của chúng tôi. 3, 2, 1, bắt đầu! Này Phương Hiền ơi, thực sự thì top 6 thì mọi người nghĩ rằng sẽ còn lại bao nhiêu người? Top 6 này sau câu hỏi này thì vừa nghĩ rằng là thôi thì 3 người, số 3 cho nó đẹp đi. 3 người, 3 người chia nhau mỗi người 333 cũng rất đẹp. Đẹp, đẹp. 4, chúng ta đã thỏa mãn điều kiện để 4 người giành được combo voucher rồi. Và tôi tin rằng là đây là một cái phần chúng ta thư giãn thôi. Còn đầu óc của quý vị khán giả, đầu óc của chúng ta đều đang rất ngóng chờ kết quả ngay sau đây. Ngay sau phần đấu đồng giá thôi nhá. Lát nữa khoảng tầm 20 giây thôi là chúng ta sẽ biết được kết quả. Và có khi bây giờ nha, các bạn khán giả cũng đã biết trước được kết quả rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải có một cái gọi là chính thức từ chương trình công bố ra đúng không ạ? Đúng, biết đâu đấy, biết đâu lại không như những gì mà quý khán giả nghĩ thì sao? 3, 2, 1. Hết thời gian đấu đồng giá và xin chúc mừng bạn khán giả Hoàng HH, Trịnh Phương Đông từ THPON. Và xin chúc mừng Kim Văn Tùng và Phan Thị Hồng Loan đến từ app BBTV Go. Vâng, và quay trở lại với trường quay. Có lẽ là đã đến giờ phút mà chúng ta phải làm một cái công việc. Đó là công bố đáp án cũng như là xem là ở trong top 6 thì sẽ còn bao nhiêu quý vị khán giả nhận được giải thưởng chung cuộc của chương trình. Vâng, hiển thị lại câu hỏi nào Phương Hiền ơi. Đọc lại các dữ kiện là biểu tượng của thành phố Warsawa, thủ đô Ba Lan là bức tượng hình gì, vị thánh thiên thần làm tiên cá hay cậu bé chơi đàn. Và xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị đáp án ở câu hỏi thứ 10 này. Không biết là bao nhiêu phần trăm đấy ạ. Trời ơi, thật sự là... C, một nàng tiên cá, 23%. D là đáp án đa số người lựa chọn. Và không để chờ lâu nữa, xin mời kết quả cuối cùng của top 6 ạ. Tôi lạc giọng rồi đây Phương Hiền ơi. Còn bao nhiêu bạn khán giả đây ạ? Tôi lạc giọng rồi Phương Hiền ạ. Và ôi, còn Phương Hiền dự đoán còn 3 người. Và 3 người này là ai đây? Xin chúc mừng Vũ Sơn Tùng, Đỗ Ngọc Mạnh và Nguyễn Thị Ngọc Lan. Vâng, và như vậy là Sơn Tùng đã thỏa mãn được mong muốn của rất nhiều bạn khán giả. Sơn Tùng là ngày hôm nay là đúng là sáng nhất trên app luôn nha Sơn Tùng nha. Xin chúc mừng một lần nữa Vũ Sơn Tùng, Đỗ Ngọc Mạnh, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Và các bạn đã nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá là 333.333 đồng. Vâng, rất vui, rất xuất sắc. Xin được chúc mừng một lần nữa ba bạn khán giả. Thật sự là đã rất xuất sắc vượt qua được cả 10 câu hỏi của chương trình. Và xin mời quay trở lại với trường quay. Và có lẽ là giờ chúng ta sẽ đến với thanh chat để xem là chủ nhân của những giải thưởng vừa rồi của chương trình có đang chia sẻ điều gì không đây. Các bạn khán giả không biết là ngày hôm nay có MC háo hức hơn cả người chơi. Thật sự chúng tôi ngồi đây dẫn chương trình mà chúng tôi cũng rất là run đấy quý vị khán giả. Tôi cũng toát hết cả mồ hôi. Chờ Sơn Tùng khao, tiếc cho chị Hồng quá. Tuần sau em sẽ cổ vũ chị Hồng, cố lên nha. Dù tiếc. Sao thì gọi cũng là cuộc chơi cho bạn Minh Hồng đấy. Đã đến câu thứ 9 rồi, thế nhưng mà... Cuộc chơi mà, đã là cuộc chơi thì thực sự là không nói trước được điều gì. Và tôi nghĩ rằng là khi mà lọt vào top 30 trả lời đến câu số 9 cũng là một trong những cái điều mà thực sự là hạnh phúc rồi. Và chúng ta còn rất nhiều tuần đúng không ạ? Còn tuần sau nữa, và lưu ý nha, danh sách top 30 thì vẫn sẽ còn rất nhiều những quý vị khán giả từ tuần trước cũng sẽ lọt vào. Thế nên là khả năng mà các bạn khán giả có thể tham gia chơi là chuyện bình thường. Có một bạn khán giả nào đó đang comment là không sai câu nào ở trên kìa. Xin mời bộ phận kỹ thuật kéo lại lên trên giúp tôi. Tôi muốn xem cái bạn đó. Nguyễn Đức Huỳnh nói là không sai câu nào nhưng không được ở top 30 trời vì mới ơi. Chơi hôm kia. Không sao, Đức Huỳnh ơi. Không muộn.
chúng ta vẫn còn tuần này, tuần sau và còn tuần sau nữa để chúng ta có thể tranh tài ở thử thách kiến thức hàng ngày để Nguyễn tham gia top 10. Nguyễn Đức Huỳnh đang flex. Đấy là các bạn dè chừng nha. Tuần sau là sẽ xuất hiện ở trên top đấy nha. Vâng, và như vậy tổng kết lại ngày hôm nay chúng ta đi qua 10 câu hỏi của vòng chung kết. Giải thưởng hôm nay đã không chỉ còn thuộc về một mình Lý Thái Sơn như tuần trước nữa mà dành cho ba bạn khán giả, đó là Vũ Sơn Tùng. Có thể cho tôi xem lại cái danh sách vinh danh một chút được không ạ? Đấy, vui quá, tôi nhớ các bạn Ngọc Lan, Vũ Sơn Tùng và một bạn khán giả nữa. Đức Mạnh thì phải. Hình như là Đức Mạnh. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại thông tin và sẽ đăng lên fanpage để chúc mừng quý vị khán giả. Và hy vọng rằng ở những cái số tiếp theo của vòng chung kết, chúng tôi sẽ được trao giải cho nhiều hơn nữa những bạn khán giả tới từ chương trình. Hôm nay một, hôm trước một, rồi hôm nay ba, và hy vọng là tới là 5 là 7, đúng không Phương Nhiệt? Càng nhiều khán giả có quà chúng tôi càng vui. Và ngay bây giờ trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng ta sẽ làm gì hả Phương Nhiệt? Chúng ta sẽ cùng đến với một phần điểm danh cuối để có thể tặng các bạn khán giả những số chip ngẫu nhiên của chương trình nha. Và đừng rời khỏi chương trình vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần điểm danh này. Chỉ cần chạm tay lên app, ấn vào nút điểm danh, các bạn sẽ nhận được những số chip ngẫu nhiên nha. 3, 2, 1, xin mời. 60 giây đã bắt đầu rồi. Ôi, sau một cái cứ mỗi sau mỗi lần chung kết là tôi lại mồ hôi đầm đìa, quý vị khán giả. Thật sự là rất là run quý vị ạ, bởi vì chúng tôi ngồi đây nhiều khi là đọc câu hỏi thôi và chúng tôi cũng không biết là còn bao nhiêu bạn khán giả sẽ ở lại với chúng tôi nữa. Bởi vì là thực ra chương trình không muốn một ai phải rời khỏi cuộc chơi cả. Chắc chắn là như vậy rồi. Vũ Sơn Tùng đang comment là cảm ơn 500 anh em đã cổ vũ mình nhé. Chúc mừng Sơn Tùng. Bây giờ thì chúng ta chiến thắng rồi, thế nhưng mà liệu rằng một cái thử thách nữa, ví dụ như là bảo vệ cái danh hiệu của chúng ta, thì không biết là Lý Thái Sơn hay là Sơn Tùng có làm được không đây. Xin chào Đoàn Thanh Cường, Sơn 09116 Anma. Một cái trường hợp tôi cũng khá là tiếc, đó là Nguyễn Thị Bích Hồng. Chính xác. Một bạn khán giả rất bền bỉ của chương trình. Bích Hồng đây đã 10 chip rồi. Tham gia chơi rất nhiều và từng là top 1 trong top 30 ở tuần đầu tiên. Nhưng qua 3 số rồi và vẫn chưa chạm tay được đến Dung Viện. Hôm nay là lần thứ 3 rồi. Và rất đài ở câu thứ 9, rất phí. 165 bạn khán giả điểm danh rồi. 166 và đó là Ngọc số Lan, 10 điểm danh cuối cùng chip của chương trình. Vâng, và thời lượng của vòng chung kết Triệu Phú Voucher, số phát sóng chung kết thử tài kiến thức tuần từ mùng 1 tới ngày 7 tháng 1 đến đây là kết thúc. Và trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc một thông tin nữa quý khán giả ơi, đó là vào ngày kia, ngày thứ tư mùng 10 tháng 1 sẽ có một phiên bản mới nữa của chú Voucher lên sóng với phần quà tiền mặt lên tới 1.500.000 đồng. Nhớ bật báo thức vào 12 giờ trưa thứ tư mùng 10 tháng 1 gặp tôi, gặp Phương Hiền để chúng ta cùng nhau săn về cho mình những phần quà còn lớn hơn nữa. Còn bây giờ thì Phương Hiền và Hoàng Nam phải chào tạm biệt các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.